nghỉ, ta không chơi nữa. Ta nhục lắm, ôi ta nhục vô cùng, không tao chơi. Bây giờ này, giờ thử nha. Giờ anh hát một bài hát em đoán được không nhá? Biết bài gì không? Búp bê cha meo. Ta hát lại, ta bỏ, ta xé, ta làm lại. Không sao, vẫn còn vòng 5 nữa. Ở vòng 5 này sẽ giải quyết hết mọi ân oán. Và bây giờ, xin mời các hai đội bước vào vòng 5, đó là vòng song đấu. Hình thức đối kháng 1-1. Vì thế, hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe giai điệu và đoán xem đó là bài hát gì. Dĩ nhiên là ở vòng 5 này độ khó sẽ tăng dần lên. Bài hát đó sẽ được chúng tôi kéo dài ra về tempo và thậm chí là bẻ giọng. Thêm một điều bất ngờ mà Huy rất là thích ở vòng thi đấu này, đó chính là ở 3 bài hát đầu tiên trả lời đúng cộng 2 điểm. Nhưng đặc biệt ở bài hát thứ 4 gọi là bài hát phục thù. Bài hát này nếu thành viên nào đấu đối kháng với nhau mà thuộc về team đang có ít điểm hơn mà chiến thắng, điểm số của hai đội sẽ được san bằng. Bởi vậy bài hát thứ 4 này là bài hát cực kỳ quan trọng, là cơ hội thứ hai dành cho đội nào đang yếu điểm hơn. Và ở bên đội của Ngọc Tiên, ai là người đi trước ạ? Trong đội của Tiên có mình Tiên là nữ à, mà Tiên là chơi dở nhất ở trong đội. Vậy là Tiên thi trước. Đúng rồi. Và bạn là đội thua cuộc sau 4 vòng thi, tạm thua thôi. Vì thế hãy chọn một đối thủ bên đội bên đây. Đội trưởng bên kia, Minh Tư. Trời ơi, anh Hà đâu rồi? Đây. Bài hát đầu tiên bắt đầu. Xin mời Tiên. Tiểu đoàn 307. Không phải, xin mời đội Chị Thư ạ. Em tan trường về á. Em tan trường về, à phải. Em tan trường về gì đó. 2, 1, hết mình trả lời. Xin mời. Em tan trường về. Không chính xác. Ngày xưa Hoàng Thị. Ngày xưa Hoàng Thị đáp án chính xác. Lượt đầu tiên đội của chị Minh Thư xuất sắc, nhận được 2 điểm. Và lượt tiếp theo anh Tuấn đối đầu với Thiên Vương. Thật lên. Chuẩn bị âm nhạc bắt đầu. Ngày mai sẽ ra đi phương trời. Xin mời. 3, 2, sầu đông. Chính xác. Yeah. Nói rồi đúng không anh? Ngày mai sẽ ra đi phương trời. Biết đâu trên đường vạn nẻo lư ly. Biết đâu cuộc đời thay ba đổi thay. À tôi vẫn còn nhớ, nhớ ban đầu. Người tiếp theo Dạ đây. Chị Thủy. Sao là người tiếp theo? Bài hát thứ 3 bắt đầu. Xin mời chị Thủy 3, 2, 1. Hết thời gian. Tra-la-la. Sha la la, đáp án chính xác. Sha la 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 la, sha la la, những người mồ lên. Sha la 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 la, sha la la, những người yên. Trước khi đến với bài hát thứ 4, chúng ta hãy cùng để cho hai đội thời gian chuẩn bị trong ít phút. Và bài hát thứ 4 sẽ là cuộc đối đầu giữa hai thành viên, đó chính là anh Lê Minh và anh Vũ Hà. Nào, cái gì thôi vậy? Bài hát quyết định, âm nhạc bắt đầu. Bắt đi anh. Một nha. Chính xác.
nghỉ, ta không chơi nữa. Ta nhục lắm, ôi ta nhục vô cùng. Không tao chơi nữa. Bây giờ để cho thử nha. Giờ anh hát một bài hát em đoán được không nhá? Em biết bài gì không? Búp bê cha miao. Ta hát lại, ta bỏ, ta xé, ta làm lại. Xé nhá. Đây là bài hát hát nhát thôi. Tổ nhát hát bài khác. Anh à. Ai biểu hát bài của mình chi? Chờ chim ơi em cũng nhìn thấy em tiền vừa nhá. Em nó biết đâu? Trả vợ yêu. Trời ơi. Đội Minh Thư là 42 điểm, Ngọc Tiên 34 điểm. Đội Ngọc Tiên ơi, mình hãy chuẩn bị về sức khỏe, về thể lực và một điều nhảy. Chúng với Ngọc Tiên hơi hả? Rất là dễ thương. Và bây giờ xin được chúc mừng đội của chị Minh Thư. Và đội chị Minh Thư sẽ vào vòng 6. Đó là vòng thi tên gọi Cao Thủ Lột Diện. Giờ tại vòng 4 này thì chúng ta sẽ có một điều bất ngờ xảy ra, là cả 4 thành viên trong cùng một đội sẽ đối đầu trực tiếp với nhau. Bây giờ chỉ có một người là người chiến thắng thôi. Vì thế chị Thủy, chị Thư, anh Minh, bé Vương sẽ phải đối kháng trực tiếp với nhau để chọn ra được một người xuất sắc và duy nhất để giành lấy chiếc đĩa vàng của chúng tôi. Những chuông trả lời sai, quyền trả lời thuộc về 3 người không những chuông còn lại. Và nhiệm vụ của cả 4 người chơi là phải đoán xem đó là bài hát tên gì. Sẽ có tổng cộng là 10 bài hát được phát liên tục không ngừng lại. Ồ, đúng cộng 2, sai thì cộng 1, 0 điểm. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đó, chơi liên khúc 10 bài hát bắt đầu. Xin mời. Năm 2000, cô Tiên năm 2000. Chính xác, tiếp tục. Xin mời Minh ạ. Chân Tình. Chính xác. Mưa hồng. Cái gì? Bài gì? 3, 2, 1. Chị Thủy. 3, 2, 1. Trái tim tình si. Trái tim tình si, chính xác. Thương ngày đầu khi chưa kịp tham gia cuộc chơi. Trời ơi, sao tôi không giàu nhà lầu xe hơi thường thôi. Đồ chưa khô là quỷ chưa phơi. Xích lô. Chính xác. Tiếp tục. Anh Vương. Tình có sẵn sàng. Chính xác. Gì, biết tiền cầm à? 3, 2, 1. Hết thời gian. Tiên hát kim đà đà. Nhấn chuông ạ. Nè, tiên hát kim đà đà. Không bấm nha, không bấm nữa, hết quyền trả lời. Xin đừng trách đà đà. Chính xác. Theo. Vương. À, trong máu là hồng. Chính xác. Đó. Hết thời gian. Chân tao vừa. Chính xác. Chị Bình Thư. Chính xác. Wow. Yeah. Wow. Bây giờ chúng tôi đã ghi nhận điểm số. Nhưng mà trước khi chúng ta tìm được chủ nhân của chiếc đĩa vàng ngày hôm nay, xin mời cả 4 người chơi cùng Như Huy nghỉ với Lao trong ít phút. Và bây giờ sẽ là điểm số. Dĩ nhiên ai có điểm nhất sẽ sở hữu chiếc đĩa vàng. Wow. Nhưng trước tiên hãy cùng nhau điểm qua điểm số của cả 4 người chơi như sau. Chị Thu Thủy nhận được xuất sắc 2 điểm. Chị Minh Thư 6 điểm. Anh Lê Minh 2 điểm. Và không hổ danh là thánh trà đĩa, Thiên Dương 10 điểm. Xin mời 4 người chơi ạ. Chiếc đĩa vàng, cao thủ đấu nhạc. Wow,
một phiếu mua hàng trị giá 5 triệu đồng đến từ hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh. Và thưa quý vị, như vậy chúng ta đã tìm được chủ nhân của chiếc đĩa vàng ngày hôm nay, đó chính là anh Thiên Vương. Và nhân đây chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh đã luôn đồng hành cùng với chương trình Cao Thủ Đấu Nhạc. Và hãy nhớ, tất cả khán giả theo dõi chương trình đều đừng quên một điều quan trọng, đó chính là truy cập vào fanpage của chúng tôi để tham gia vào những mini game và có cơ hội nhận được giải thưởng, đó chính là một phiếu mua hàng trị giá 2 triệu đồng đến từ hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh. Và khung giờ phát sóng của chúng tôi đó chính là 21:35 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Cao Thủ Đấu Nhạc do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Bình Minh Media thực hiện. Đến đây là kết thúc.